Sáng ngày 14 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 6 giờ sáng cùng ngày, lũ trên sông Bến Hải, sông Hiếu tại Đậu Màu đều vượt hoặc xấp xỉ báo động 2. Mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn, làm chia cắt giao thông tại nhiều nơi. Trong đó, huyện Đắk Rông có 10 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Tại huyện Hướng Hóa có 4 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Còn ở huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và thị trấn Diên Sanh bị ngập, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ gây ngập lụt, chia cắt giao thông, mưa lũ còn khiến 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Trong đó, xã Cam Tuyền có 300 hộ, xã Cam Hiếu 310 hộ, xã Cam Thủy 70 hộ, thị trấn Cam Lộ 100 hộ, xã Cam Thành 20 hộ. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Cam Lộ đã sơ tán 255 hộ dân với 550 người ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Sáng cùng ngày, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn cộng hồ thủy điện điều tiết xả nước từ thượng nguồn cũng gây ngập úng cục bộ